Chào các bạn, thì hôm nay Nhân mới gấp một con máy là máy con bóm ha, bóm gia đình đời xưa nha. Đó, chân mặt bài nha, đây là chân zin bản dạng mới đây. Máy là máy đúng zin luôn, rất là đẹp luôn nha. Cái bàn này bàn thùng thì mình muốn lắp mình bỏ cái máy xuống cũng được, gỡ nó ra mình bật qua này, khi mà nhà mình chật mình bật lên được cũng được nè. Đó, rất đẹp nha. Đây, bên Nhân cũng có hỗ trợ bán máy này luôn nha, vẫn bảo hành là 12 tháng lắp đặt tại nhà cho mình luôn. Motor máy này mình có thể sử dụng được motor tiết kiệm điện, khỏi cần phải đạp chân. Nói khỏi cần phải đạp chân này đây, khỏi cần phải đạp chân, mình vẫn xài motor, nó vẫn có dây curo đây. Thì Nhân xíu nữa Nhân sẽ lắp máy này vô. Và khi mua máy bên Nhân, bên Nhân sẽ tặng cho mình bóng đèn là đèn led 2 bóng đấy. Đó, rất là đẹp luôn nha, rất là zin. Ở đây có hai ngăn kéo và một cái bật lẫy này, mình để đồ rất là tiện đó. Này kim suốt này cũng vậy. Đây thì Nhân đang chuẩn bị đi giao máy cho chị khách ở quận 7 rồi. Nhân xin kết thúc video tại đây nha. Muốn mua máy thì cứ liên hệ bên số công ty của Nhân này, địa chỉ công ty đây đó, máy mai Chí Hải. Đó, địa chỉ là 512 xẹt 1 Trường Chinh, phường Tân Bình, Đông Chí Minh. Số điện thoại liên hệ cái bên. Bên Nhân thì có liên hệ mua bán là từ máy cũ đến máy mới ha. Máy công nghiệp, máy gia đình. Nhân kết thúc video đây nha.